Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hiện là thời điểm mà các thí sinh đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục để đăng ký xét tuyển đại học. Làm thế nào để việc làm hồ sơ được nhanh gọn, thuận lợi cho cả thí sinh và đơn vị đào tạo là nội dung sẽ có trong tiểu mục câu chuyện chuyển đổi số. Trước tiên là những thông tin cập nhật về tình hình chuyển đổi số. Bộ Thông tin và Truyền thông mới công bố chỉ số chuyển đổi số quốc gia và kết quả xếp hạng mức độ chuyển đổi số các bộ ngành địa phương năm 2022. Theo đó, chỉ số chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là 0,71. Tốc độ tăng trưởng chỉ số chuyển đổi số quốc gia năm 2022 có chậm lại so với năm 2021, nhưng các chỉ số thành phần về chính phủ số, kinh tế số và xã hội số vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao từ 45% tới 55%. Thành phố Đà Nẵng có năm thứ ba liên tiếp xếp ở vị trí số 1 trong bảng kết quả xếp hạng mức độ chuyển đổi số địa phương năm 2022. Tỉnh Hưng Yên duy trì ở vị trí số 33 như năm 2021. Trong đó, Hưng Yên là một trong 12 địa phương dẫn đầu về thể chế số, xã hội số, một trong những nhóm chỉ số quan trọng để đánh giá về chỉ số chuyển đổi số. Ngày 28 tháng 4 vừa qua, Hưng Yên đã hoàn thành việc xây dựng kho quản lý dữ liệu điện tử và trở thành một trong 26 trên 63 địa phương đã hoàn thành xây dựng chức năng kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân được tích hợp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, phục vụ kết nối chia sẻ dữ liệu với kho dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia và đảm bảo công tác lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức cá nhân, tái sử dụng kết quả thủ tục hành chính và nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công. Theo số liệu thống kê của Bộ Chỉ số Phục vụ Người dân, Doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia ngày 15 tháng 7 năm 2023, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính của Hưng Yên đạt 90,43%. Nằm trong chuỗi hoạt động sơ kết 2 năm thực hiện đề án chuyển đổi số và đề án 06 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, ngày 24 tháng 7, Viettel Hưng Yên xây dựng gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ về chuyển đổi số tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Viettel mang đến trưng bày 9 sản phẩm, tiêu biểu như robot, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ con người trong việc di chuyển, bê vác đồ đạc. Ứng dụng cảnh báo cháy nhanh SafeOne là giải pháp thu thập tín hiệu cảnh báo cháy từ tủ báo cháy hoặc từ cảm biến tại các điểm có nguy cơ cháy nổ. Từ đó, khi xảy ra sự cố cháy nổ sẽ tự động báo động tại chỗ, đồng thời gọi điện và gửi tin nhắn cảnh báo. Các sản phẩm ứng dụng chuyển đổi số của Viettel được phát triển toàn diện, phục vụ tốt trên cả ba khía cạnh là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Viettel Hưng Yên là một trong 6 đơn vị có gian trưng bày sản phẩm chuyển đổi số tiêu biểu của tỉnh. Thì Viettel triển khai những cái mô hình về chuyển đổi số thiết thực, ứng dụng rất mạnh mẽ, mong muốn các doanh nghiệp, người dân được hưởng thụ dịch vụ chuyển đổi số tốt nhất của tập đoàn. Ngày 20 tháng 7, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel công bố thử nghiệm thành công dịch vụ mạng di động 5G dùng riêng cho nhà máy Pegatron tại Hải Phòng. Đây là nhà máy thông minh đầu tiên tại Việt Nam được tự động hóa dựa trên kết nối của dịch vụ di động 5G với ưu thế tốc độ cao, độ trễ thấp, hỗ trợ nhiều kết nối. Tại Việt Nam, hệ thống khu công nghiệp, cảng biển, cảng hàng không, các trung tâm logistics có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố, khu kinh tế trong cả nước. Việc ứng dụng 5G PMN được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của nền kinh tế nói chung và các lĩnh vực sản xuất, khai khoáng, logistics nói riêng. Sự kiện thử nghiệm thành công dịch vụ mạng di động 5G dùng riêng cho nhà máy Pegatron tại Hải Phòng khẳng định Việt Nam đang đồng hành với thế giới trong xu hướng công nghệ tiên tiến nhất. Cổng dịch vụ công quốc gia trong 6 tháng đầu năm 2023 có 3,6 triệu tài khoản đăng ký mới, nâng tổng số tài khoản lũy kế là 7,7 triệu, ghi nhận hơn 6,8 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 2,39 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Cổng dịch vụ công các bộ ngành địa phương có chuyển biến rõ rệt về chất lượng so với cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2023, trung bình có 18 giao dịch một giây, 1,59 triệu giao dịch một ngày qua nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia NDXP, 57 giao dịch một giây, 5,01 triệu giao dịch một ngày qua hệ thống giám sát, đo lường dịch vụ chính phủ số của Bộ Thông tin và Truyền thông. Báo cáo thường niên kinh tế số Economici do Google và T-Smart nghiên cứu công bố tốc độ tăng trưởng kinh tế số Việt Nam năm 2022 là 28%, dẫn đầu trong các quốc gia Đông Nam Á. Năm 2022, có hơn 1.400 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có doanh thu từ thị trường nước ngoài, tăng gần 20% so với năm 2021.
doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đi ra nước ngoài tiêu biểu trong 6 tháng đầu năm 2023 gồm Viettel, FPT, CMC, Rickey, VMO, NTQ, TMA và LTS. Ước tính sơ bộ tỷ trọng kinh tế số trong GDP trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt khoảng 15%, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức cao ở mức 21% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng cục thuế mới đây đã có cảnh báo đến cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế về thủ đoạn lừa đảo sử dụng app giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế để đánh cắp thông tin, tiền của người dân, doanh nghiệp. Bốn bước chính trong kịch bản lừa đảo được các nhóm đối tượng sử dụng gồm mạo danh cán bộ, viên chức cơ quan nhà nước, yêu cầu nạn nhân hợp tác phục vụ công việc, hướng dẫn nạn nhân tải và cài đặt ứng dụng giả mạo kết nối và nhận lệnh từ máy chủ của nhóm tấn công. Nhóm tấn công có thể theo dõi, đánh cắp từ xa dữ liệu trên thiết bị người dùng và từ đó dễ dàng chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Đây không phải là những hình thức lừa đảo mới, song vẫn có nhiều người bị sập bẫy. Thưa quý vị và các bạn, trong 4 năm gần đây, nắm bắt xu hướng số hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động đẩy mạnh hình thức tuyển sinh trực tuyến. Hình thức này không chỉ tiết kiệm về thời gian, tiền bạc, nhân lực mà còn thuận lợi cho cả thí sinh lẫn cơ sở đào tạo. Ghi nhận của phóng viên chương mục tại trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh. Em Đỗ Lê Hoàng Ngọc vừa mới tốt nghiệp trường Trung học phổ thông Trưng Vương, nhưng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em đã tìm hiểu và làm hồ sơ lựa chọn trường đại học cho mình theo hình thức trực tuyến. Khi làm hồ sơ ở giấy, nếu mà chẳng may chúng ta có sai sót trong việc chúng ta làm hồ sơ thì chúng ta lại phải làm lại từ đầu. So với trực tuyến thì chúng ta có thể sửa lại một cách dễ dàng khi chúng ta ở nhà và chúng ta chỉ cần đăng ký thông tin của mình là được ạ. Nắm bắt xu hướng số hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cùng với ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ năm học 2020-2021, Trường Đại học Tài chính và Quản trị Kinh doanh đã bắt đầu triển khai hình thức tuyển sinh trực tuyến. Hàng năm có trên 90% thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường qua hình thức online. Có giai đoạn tỷ lệ này là 100%. Năm ngoái sau khi tốt nghiệp, em có đăng ký tuyển sinh ở trên cổng thông tin của Bộ bằng hình thức online. Từ đó sẽ giúp các bạn đỡ phải đến trường để nộp hồ sơ, giúp các bạn thí sinh có nhiều thời gian để ôn thi hơn. Năm học 2023-2024, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh đặt chỉ tiêu tuyển trên 1.300 sinh viên theo 4 phương thức là xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét học bạ trung học phổ thông, xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia. Trường bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển từ tháng 3. Đến nay, đã ghi nhận trên 3.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển tại trường. Khi mà các em đăng nhập vào hệ thống thì sẽ được cấp một cái tài khoản tự động. Các em truy cập vào cái trang web này hoặc là có thể quét mã QR để thực hiện các cái thao tác. Hồ sơ các em đăng ký trên hệ thống thì sẽ được lưu giữ cùng với các cái minh chứng, ví dụ như là học bạ và các cái giấy tờ tùy thân khác thì đảm bảo cái tính minh bạch. Không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí cho thí sinh và gia đình, hình thức tuyển sinh trực tuyến cũng giúp các đơn vị đào tạo tiết kiệm nhân lực, thời gian, đồng thời quản lý hồ sơ của thí sinh dễ dàng, đảm bảo an toàn và công bằng trong quá trình xét tuyển. Thứ nhất là nhà trường cũng tiết kiệm được cái nguồn lực và thứ hai là quy trình xét tuyển và cái tính minh bạch cũng được nâng cao rất là nhiều. Sau khi có kết quả thì cũng thông báo rất là nhanh. Việc áp dụng công nghệ chuyển đổi số trong tuyển sinh đại học là đang thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tiến tới mục tiêu xây dựng xã hội số, góp phần tạo thuận lợi cho thí sinh, gia đình và bộ phận làm công tác tuyển sinh. Làm sao để an toàn trong môi trường số? Chuyển đổi số tạo ra một không gian sống mới, gọi là không gian mạng hoặc môi trường số. Cuộc sống đã và đang vào môi trường số nhanh hơn so với hệ thống pháp luật và bộ máy thực thi pháp luật. Vì vậy, các nguy cơ là không nhỏ. Cả thế giới đang cùng đối mặt với những thách thức này, đang hoàn thiện hệ thống pháp luật trên môi trường số. Điện thoại thông minh đã trở thành gián điệp như thế nào? Điện thoại thông minh với quá nhiều tiện ích đã trở thành thiết bị vô cùng lý tưởng để theo dõi, nghe lén, lấy vị trí, dữ liệu riêng tư, thậm chí mạo danh để nhắn tin tới các điện thoại khác. Nếu một ai đó khống chế được chiếc điện thoại thông minh của bạn, có thể người đó còn hiểu về bạn hơn chính bạn. Hacker xâm nhập vào điện thoại thông minh bằng cách nào? Có nhiều cách, từ dễ đến khó, được hacker sử dụng. Dễ nhất, không cần có trình độ công nghệ, hacker có thể thu thập thông tin công khai trên mạng để xây dựng các nội dung lừa đảo. Cao cấp hơn, hacker có thể tạo ra các phần mềm, có thể là phần mềm độc hại núp bóng một ứng dụng thông thường, chẳng hạn ứng dụng xem phim, nghe nhạc để dụ người dùng cài đặt và sử dụng. Cao cấp hơn nữa, hacker chuyên nghiệp tấn công, khai thác các lỗ hổng, điểm yếu của điện thoại hoặc các ứng dụng chính thống để từ đó xâm nhập.
Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại chuyên mục Hưng Yên chuyển đổi số ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn sự đồng hành của Viettel Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin kính chào và hẹn gặp lại.